Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Tóc Tin Việt. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để được chung bên cạnh để nhận thông tin mới nhất. Và sau đây thông tin chính có trong bản tin ngày hôm nay. Lượt trận 4 vòng bảng cúp C1 giấu đi nỗi buồn cuối tuần. Một vài tên tuổi lớn của bóng đá châu muốn quên đi nỗi thất vọng ở giải quốc nội bằng niềm vui tại Champions League. Ở lượt đấu mà nhiều khả năng sẽ có những hành khách đầu tiên lên chuyến tàu vào vòng knockout. Cuối tuần vừa qua, bóng đá châu chứng kiến những cú sốc lớn, những thất bại đầy bất ngờ của Paris Saint-Germain, Bayern Munich, Barcelona ở giải vô địch quốc gia. Kết quả là một trong ba huấn luyện viên Niko Kovac đã phải trả giá bằng chiếc ghế của mình, còn Antonio Valverde phải nhận thêm nhiều áp lực hơn. Nhưng bước sang tuần mới, họ và các cổ động viên của mình có thể tìm lại được niềm vui khi sang trang Champions League, giải đấu mà họ đều đang đứng đầu các bảng đấu của mình. Có làm mơ thì các cổ động viên của PSG cũng không thể nghĩ đội nhà sẽ thất bại trước Dijon, đội cúa bảng Ligue 1 vào cuối tuần qua. Tất nhiên là thất bại đó không ảnh hưởng đến vị trí dẫn đầu của họ, nhưng rõ ràng là khó có thể bình thản đón nhận nó trong bối cảnh đội bóng thủ đô Paris đang có phong độ rất cao. Trận thua đó chỉ càng khiến cho thầy trò Thomas Tuchel phải tập trung hơn cho trận đấu tiếp theo, nằm chút giận lên Club Brugge khi đã có 9 điểm trong tay. Thêm một trận thắng nữa, PSG chắc chắn có trên tay tấm vé đầu tiên của bảng A để vào vòng 1/8 sau khi đã để thua 0-5 ngay trên sân nhà. Khó có thể thấy đội bóng Bỉ vẫy vùng tại Parc des Princes. Nếu PSG đau một thì ở Đức, cấp độ với Bayern Munich phải lên đến 10. Thảm bại 1-5 trước Eintracht Frankfurt khiến huấn luyện viên Kovac bị sa thải, cho dù đó mới chỉ là thất bại thứ hai của Hùng Xám kể từ đầu mùa. Liệu điều đó có ảnh hưởng đến tinh thần của các cầu thủ khi trở lại Champions League? Đội bóng xứ Bavaria đang có phong độ hủy diệt ở mặt trận này với 3 trận toàn thắng cùng tổng cộng 13 bàn thắng. Gặp lại Olympiakos trên sân nhà Allianz Arena, có lẽ nhiệm vụ không quá khó với huấn luyện viên tạm quyền Hansi Flick vì các cầu thủ tự biết phải làm gì để sớm hoàn tất công việc của họ ở bảng F. Nỗi đau và thất vọng của PSG và Ben được Barca chia sẻ, bởi nhà vô địch La Liga cũng thất bại 1-3 trên sân Levante, để rồi cũng giống như hai đội bóng trên, nên Messi cùng các đồng đội có cơ hội chém thớt khi đón tiếp Slavia Praha trên sân nhà Camp Nou. Chỉ khác là dù có chiến thắng để có điểm số 10 tại bảng F, Barcelona vẫn chưa thể chính thức giành vé. Lý do là Inter và Borussia Dortmund, hai đội đối đầu tại Đức ở loạt trận này đang có 4 điểm, và Barca vẫn phải lần lượt đối đầu với họ ở hai lượt đấu cuối. Nói đến sự thất vọng, Real Madrid và Atletico cũng có kết quả không như ý ở giải quốc nội điều hòa. Nhưng trong khi Lop Rancourt tiếp tục phải thắng Galatasaray để tích điểm ở bảng A nhằm gia tăng cách biệt với Club Brugge, thì Lop Rovia Bancourt này có cơ hội cầm trên tay tấm vé bảng D. Atletico hiện cùng có 7 điểm với Juventus, do đó nếu cùng thắng trên sân Bayer Leverkusen và Lokomotiv Moscow, cả hai sẽ chính thức ghi tên vào vòng đấu loại trực tiếp. Một đội bóng khác nhiều khả năng cũng sớm hoàn tất nhiệm vụ ở vòng bảng là Manchester City. Toàn thắng 3 trận ở bảng C, nhà vô địch Anh cần thắng thêm một trận nữa trên sân Atalanta để đạt mục tiêu. Bất chấp kết quả giữa Dinamo Zagreb và Shakhtar Donetsk có thế nào. Ngược lại cuộc đua ở bảng E, Napoli, Liverpool, Sandberg, bảng G, RB Leipzig, Zenit Saint Petersburg, Lyon, Benfica, bảng H, Chelsea, Ajax Amsterdam và Valencia vẫn tiếp tục căng thẳng. Lịch thi đấu lượt trận thứ tư vòng bảng C1 vào lúc 0 giờ 55 phút ngày 6 tháng 11. Barcelona gặp Slavia Praha, Zenit gặp Leipzig, 3 giờ ngày 6 tháng 11, Liverpool gặp Gen, Napoli gặp Sandberg, Dortmund gặp Inter Milan, Lyon gặp Benfica, Valencia gặp Lille, Chelsea gặp Ajax. 0 giờ 55 phút ngày 7 tháng 11, Bayern Munich gặp Olympiakos, Lokomotiv Moscow gặp Juventus, Real Madrid gặp Galatasaray, Paris Saint-Germain gặp Club Brugge, Atalanta gặp Man City, Dinamo Zagreb gặp Shakhtar Donetsk, Leverkusen gặp Atletico. Tottenham quyết đòi lại công bằng cho Son Heung-min. Tottenham Hotspur đang chuẩn bị gửi đơn kháng án lên Liên đoàn bóng đá Anh về chiếc thẻ đỏ của Son Heung-min trong trận đấu với Everton ở vòng 11 Premier League. Ở trận đấu muộn vòng 11 Premier League rạng sáng ngày hôm qua, Andre Gomes của Everton đã dính chấn thương kinh hoàng sau pha va chạm với Son Heung-min và Serge Aurier bên phía Tottenham Hotspur. Tiền vệ người Borussia đã phải rời sân bằng cáng và được đưa thẳng đến bệnh viện cùng các nhân viên y tế của câu lạc bộ để cấp cứu. Phía Everton mới đây vừa ra thông báo xác nhận Gomes đã bị gãy khớp cổ chân và sẽ tiến hành phẫu thuật trong ngày hôm qua, ngày thứ hai, ngày 4 tháng 11. Về tình huống dẫn đến tai nạn kinh hoàng trên, Son Heung-min đã có pha vào bóng từ phía sau rất nguy hiểm, khiến Andre Gomes ngã lao về phía Serge Aurier và gãy gập cổ chân. Trong tay Martin Akerson ban đầu định rút thẻ vàng, cảnh cáo Son, nhưng sau đó lại quyết định rút thẻ đỏ, đuổi ngôi sao người Hàn Quốc. Sau trận đấu, phía ban tổ chức Premier League cũng ra thông báo giải thích cho chiếc thẻ đỏ này. Son nhận thẻ đỏ bởi tình huống vào bóng đầu tiên của mình, gây nguy hại đến sự an toàn của cầu thủ khác. Mặc dù Son có liên quan đến tình huống nguy hiểm trên, nhưng theo nhận định của nhiều người,
anh không đáng bị nhận thẻ đỏ. Phát biểu sau trận, huấn luyện viên Mauricio Pochettino cũng như hậu vệ Dele Alli của Tottenham đã lên tiếng kêu oan cho cầu thủ người Hàn Quốc. Các chuyên gia khác như Jamie Carragher hay trọng tài Mark Kallenberg cũng có cùng quan điểm. Theo truyền thông Anh, Tottenham đang chuẩn bị đệ đơn kháng án về chiếc thẻ đỏ của Son lên Ủy ban kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Anh FA. Dự kiến kết quả sẽ được FA đưa ra vào giữa tuần này. Nếu kháng án bất thành, tiền đạo người Hàn Quốc sẽ đối mặt với án treo giò 3 trận tiếp theo ở Premier League, gồm 2 trận sân nhà với Sheffield United và Bournemouth, cùng 1 trận sân khách với West Ham. Về phía Son Heung-min, theo ghi nhận của tờ The Atlantic, anh đã tắt hết điện thoại và trở về nhà với bố mẹ ngay sau khi trận đấu kết thúc, đồng thời không tiếp xúc với bất cứ ai. Tờ Daily Mail cho hay phía Tottenham sẽ làm mọi cách để giúp đỡ tiền đạo người Hàn Quốc về mặt tâm lý, giúp anh vượt qua giai đoạn khó khăn này. Ibra chuẩn bị trở lại Milan. Theo báo chí Italia, tiền đạo Zlatan Ibrahimovic sắp sửa trở lại Milan khi kết thúc hợp đồng với LA Galaxy. Chân sút cao lớn người Thụy Điển gần như chắc chắn sẽ rời LA Galaxy khi hợp đồng giữa đôi bên đáo hạn vào cuối tháng 12 tới. Và dù đã 38 tuổi, song điểm đến tiềm năng của Ibra vẫn nhận được sự chú ý từ đông đảo người hâm mộ. Theo truyền thông Italia, Milan đang là đội dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của cựu tiền đạo Man United. Trong quá khứ, Ibra từng khoác áo Rossoneri theo dạng mượn từ Barcelona năm 2010, trước khi chính thức gia nhập đội chủ sân San Siro một năm sau đó. Tổng cộng Ibra đã ghi 56 bàn sau 85 lần ra sân cho Milan, giúp đội bóng này vô địch Serie A mùa 2010-2011 cũng như siêu cúp Italia 2011. Ngoài ra, Ibra cũng có khoảng thời gian thi đấu cho kình địch của Milan là Inter, đồng thời có giai đoạn ngắn chinh chiến cho máu Juventus. Trong sự nghiệp lẫy lừng của mình, Ibra còn thi đấu cho Malmo, Ajax, Barcelona, PSG và Madrid. Ở bất kỳ nơi nào đặt chân tới, Ibra đều tạo ấn tượng mạnh mẽ bằng hàng loạt các bàn thắng. MU chọn ra 3 cái tên cần mua sau trận thua Bournemouth. MU đang cân nhắc chiêu mộ 3 cầu thủ Mario Mandzukic của Juventus, Declan Rice của West Ham và Khalidou Koulibaly của Napoli trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 2020. Ở mùa hè 2019, MU dù đã chiêu mộ 3 tân binh Harry Maguire, Wan-Bissaka và Daniel James, nhưng thành tích của đội bóng tại ngoại hạng Anh mùa này là khá tệ. Sau trận thua 0-1 cho Bournemouth, Quỷ Đỏ đang xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh 2019-2020 với 13 điểm sau 11 trận đấu. Cá nhân huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer cũng nhận thức về việc đội hình hiện tại là quá mỏng và ông thực sự cần bổ sung một vài vị trí trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Theo báo chí Anh, chiến lược gia người Na Uy muốn có chữ ký của bộ ba Mario Mandzukic của Juventus, Declan Rice của West Ham và Khalidou Koulibaly của Napoli. Một vài nguồn tin cho hay, đại diện của Mandzukic đã nói với phía MU rằng thân chủ của mình sẵn sàng chuyển tới Old Trafford. Ở mùa giải này, Mandzukic chưa được sử dụng sau khi huấn luyện viên Maurizio Sarri lên nắm quyền thay Mark Allegri. Sự có mặt của Mandzukic được cho là sẽ giúp ích rất nhiều cho những tiền đạo trẻ như Mason Greenwood, Anthony Martial và Marcus Rashford. Trong khi đó, sự có mặt của Declan Rice sẽ mang tới cho hàng tiền vệ MU thêm sức sống. Triển vọng về sự kết hợp giữa Rice và McTominay khiến nhiều cổ động viên đội bóng cảm thấy hưng phấn. Tuy vậy, MU nhiều khả năng sẽ phải chi ra 80 triệu bảng như West Ham yêu cầu để có được chữ ký của Rice. Cuối cùng, Koulibaly của Napoli nhiều năm qua, MU đã luôn bày tỏ sự quan tâm tới Koulibaly. Nhưng vì nhiều lý do họ chưa thành công, bây giờ sâu xa hy vọng sẽ chiêu mộ ngôi sao người Senegal để có người đá cặp hoàn hảo với Harry Maguire. Nhưng cũng giống như Rice, MU chắc chắn sẽ phải bỏ ra núi tiền để mua cầu thủ này. Bemnik gây sốc với Jose Mourinho. Tin từ The Bill cho hai bánh nạo hùng xám đang cân nhắc nghiêm túc khả năng bổ nhiệm Jose Mourinho làm huấn luyện trưởng thay nhà cầm quân vừa bị sa thải Kovac. Cựu tiền vệ Bemnik Bastian Schweinsteiger cho hay anh ủng hộ người đặc biệt dẫn dắt hùng xám. Ngoài Bemnik, Mourinho còn đang trong tầm ngắm của Arsenal. Huấn luyện viên Lampard báo tin vui về Kanté. Theo xác nhận của huấn luyện viên Frank Lampard, N'Golo Kanté đã hủy bình phục hoàn toàn chấn thương háng gặp phải khi trở về tập trung cùng đội tuyển Pháp và sẽ được đăng ký cho trận gặp Ajax Amsterdam. Tiền vệ 28 tuổi đã bỏ lỡ 5 trận đấu gần nhất của Chelsea. Casillas đã trở lại tập luyện. Thủ môn huyền thoại Iker Casillas đã trở lại tập luyện sau 6 tháng lẻ 3 ngày kể từ khi lên cơn đau tim hồi tháng 5 vừa qua. Trước đó anh từng được khuyến cáo không nên tiếp tục chơi bóng và đứng trước nguy cơ giải nghệ sớm. Barca bật đèn xanh cho sao trẻ. Nguồn tin thân Barcelona, Mundo Deportivo quả quyết, Carles Anaya đã được ban lãnh đạo đội bóng Bảo Đại Xanh cho ra đi theo dạng cho mượn khi thị trường chuyển nhượng mùa đông mở cửa. Tiền vệ 21 tuổi mới có một lần ra sân tại La Liga kể từ đầu mùa. Anh từng nằm trong tầm ngắm của Tottenham. FIFA đe dọa Cardiff nếu không sớm thanh toán 6 triệu euro phí chuyển nhượng của chân sút xấu số Emiliano Sala cho Lan. Cardiff City sẽ nhận án phạt cực nặng từ FIFA. Câu lạc bộ xứ Wales hoàn toàn có thể bị cấm tham gia 3 kỳ chuyển nhượng liên tiếp. Klopp mù tịt về tương lai của học trò. Khi được hỏi về tương lai của cậu học trò Adam Lallana,
huấn luyện viên Jurgen Klopp khẳng định ông không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tiền vệ người Anh chỉ còn hợp đồng với Liverpool đến hết mùa giải năm nay và hiện đang nhận được nhiều lời mời từ Mỹ cũng như Trung Quốc. Anna Green nên về MU hơn ở Bayern. Chiến lược gia huyền thoại Fabio Capello nhận định Anna Green là sự lựa chọn phù hợp về mặt chuyên môn với Bayern Munich, nhưng lo ngại câu lạc bộ nước Đức không còn chào đón những người Italia sau khi đã thất bại với Carlo Ancelotti. Theo Capello, nếu là Anna Green, ông sẽ lựa chọn đến United. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn ở phần bình luận dưới. Và đừng quên nhấn đăng ký kênh để nhận thông tin mới nhất từ channel nhé. Và giờ xin chào và hẹn gặp lại.